Có vẻ như anh bị tê bí. Dạ. Chú năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay còn mới có 57 à. Chú cho anh xem mặt cái được không? Chú là người Khmer hay là người Việt? Người Việt. Dạ. Mấy ngày thì một ngày chú bán được nhiêu tờ? Dạ, do bị bệnh tai biến á. Dạ. Rồi chú cũng bị tai biến hả? Này nhà cha mẹ đẻ ra bị có khuyết tật. À, chú bị khuyết tật ha. Dạ. Thì hôm nay nhân dịp năm mới ha, con thay mặt cô Oanh ở tại Hà Lan có phần lì xì nhỏ nhỏ tặng cho chú nha. Dạ. Của ít lòng nhiều. Dạ. Chúc chú năm mới sức khỏe. Dạ. Và mua mai bán đắt nha. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Chú nhắn gửi với cô Oanh không? Dạ, nhắn vợ cô Oanh sống khỏe, sống lâu trăm tuổi, trăm năm hạnh phúc. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Rồi chào chú nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn chú nhiều. Dạ. Dạ. Rồi thôi sẵn đây hỗ trợ cho anh một phần luôn. Dạ. Để người có người không thì cũng buồn ha. Đúng rồi. Dạ. Thì anh có nuôi, hình như anh có gia đình phải không? Dạ, ba mẹ với quê. Dạ, con anh lớn chưa? Em không vợ. À dạ rồi. Dạ. Thì hôm nay nhân dịp năm mới sắp tới ha. Dạ. Em thay mặt cô Oanh ở tại Hà Lan có phần lì xì nhỏ nhỏ tặng cho anh nha. Em gửi lời chị Oanh khỏe. Chúc anh năm mới sức khỏe và mua mai bán đắt. Dạ. Em cảm ơn anh nha. Rồi, chào anh nha. Rồi, em cảm ơn. Dạ. Bác năm nay nhiêu tuổi rồi? Tết này nó xong luôn. Dạ, một ngày bác bán được nhiêu tờ? Bán được trăm mấy. Trăm mấy hả? Mấy ngày gần Tết bác có chuẩn bị gì cho gia đình chưa? Thì có cái gì để bán. Hôm nay thì nhân dịp năm mới sắp tới ha, con thay mặt cô Oanh ở Hà Lan có phần lì xì nhỏ nhỏ tặng cho bác nha. Của ít lòng nhiều, chúc bác năm mới sức khỏe và mua mai bán đắt nha. Dạ, bác nhắn gửi với cô Oanh không? Cảm ơn cô Oanh nè, cái lời cho món quà tôi biết gì hơn. Cảm ơn bác. Dạ, bác. Cô Oanh sức khỏe. Dạ, cảm ơn bác. Dạ. Dạ. Chị bán số hả? Chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, 18. Chị cho em xem mặt cái được không? Chị có mấy bé? Em có 5 đứa. 5 đứa lần hả? Đứa này là đứa nhỏ nhất hả? Dạ. Một ngày chị bán được nhiêu tờ? 240. 240 ha. Hôm nay thì nhân dịp năm mới sắp tới nha, em sẽ tặng em thay mặt cô Oanh ở tại Hà Lan tặng cho chị phần lì xì nha. Cô ít lòng nhiều, chúc chị năm mới sức khỏe nha. Và giúp cho mấy đứa con có một cái Tết ấm no đầy đủ hơn. Chị nhắn gửi với cô Oanh không? Dạ, cảm ơn cô Oanh. À, rồi chào chị nha. Dạ, bác bán vé số hả? Bác năm nay nhiêu tuổi rồi? 64. Dạ, một ngày bác bán được nhiêu tờ? 100 tờ. Dạ, bán vậy thì bác có lo cho ai không? Dạ, con nhỏ nhỏ. Dạ, thì mấy ngày gần tới Tết thì bác có chuẩn bị gì cho gia đình chưa? Dạ, ở nhà trọ. À, dạ. Hôm nay thì nhân dịp năm mới sắp tới, con thay mặt cô Oanh ở Hà Lan nha. Dạ. Tặng cho bác phần lì xì. Dạ. Cô ít lòng nhiều. Dạ. Chúc bác năm mới sức khỏe và mua mai bán đắt nha. Bác nhắn gửi gì với cô Oanh không? Dạ, chúc cô Oanh vui vẻ, hạnh phúc, dạy chữ nhớ. Cảm ơn bác. Dạ, cảm ơn. Rồi, chào bác nha. Chúc dạ, bác năm mới mua bán đất. Chào bác. Mình chú rồng muốn lượng thành 2024 nha, cô chú chị. Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 28 tháng 1 năm 2024. Nếu mà tính theo âm lịch thì ở dưới ngày hôm nay là ngày 18 tháng Chạp rồi cô chú anh chị. Thì hiện tại bây giờ em đang ở tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Trong ngày hôm nay, buổi tối thì em sẽ giới thiệu với cô chú anh chị về một cái lễ hội sự kiện vui chơi nhân dịp mà đón xuân Giáp Thìn ngay tại là giếng nước ở tại thành phố Mỹ Tho, là một trong những cái nơi mà cũng rất là nổi tiếng. Thì cô chú anh chị có thể thấy là khu vực xung quanh đây là đã đang lên đèn rất là đẹp đúng không ạ? Và ngày hôm nay em đến đây em cũng muốn chia sẻ giới thiệu với cô chú anh chị về cái quan cảnh của người dân đi vui chơi. Nhưng cái quan trọng hơn cả là em sẽ xin phép trao tấm lòng của cô Oanh ở tại Hà Lan. Thì chia sẻ luôn với cô chú anh chị là cô Oanh ở Hà Lan, thì trong hai cái video lần trước thì em lộn cái nước của cô ấy, thì cô Oanh thông cảm giùm em. Dạ, thì em còn giữ là 3.400.000 của cô Oanh ở Hà Lan.
thì em sẽ thay mặt cô ấy sẽ hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn trong buổi tối ngày hôm nay. Thì nếu mà đối với số tiền này vẫn chưa đủ thì em sẽ xin phép nhờ tâm tiếp theo, đó là cô Ngói ở Đồng Nai có gửi về cho em là 1 triệu. Nếu mà cô Ngói cũng hết luôn thì em sẽ xin phép chị Phụng là 200 đô tương đương với là 5 triệu đồng thì em sẽ gửi theo thứ tự như vậy. Thì bây giờ em sẽ mời cô chú anh chị cùng đi tham dự một cái lễ hội này, cũng như là tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn để trao tấm lòng của nhà hảo tâm đến với cho những hoàn cảnh khó khăn, đỡ được cái phần vất vả và vui đón xuân bên gia đình trong cái dịp xuân mới sắp tới. Rồi bây giờ thì em sẽ mời cô chú anh chị cùng đi với em nha. Em sẽ phát tấm lòng của cô Oanh tại Hà Lan trước với số tiền là 3.400.000. Em mời cô chú anh chị cùng đi với em ha. Ở đây thì cô chú anh chị có thể thấy ha, là khu vực xung quanh giếng nước ở tại Mỹ Tho cũng đang có những cái tiểu cảnh đầy màu sắc đây. Yeah. À, ngày hôm nay em không có quay bằng điện thoại mà em quay bằng cái cây DJI Action 4. Đó. Tại vì đây là một cái địa phương không phải là chỗ em ở, thành ra là em không có biết về cái vấn đề trị an như thế nào, thành ra là em quay bằng cái cây này cho nó an toàn. Chứ để quay bằng điện thoại mà bị giật một cái thì thôi luôn là khóc tiếng miên luôn. Rồi em mời cô chú anh chị cùng đi với em nha. Em nghe quảng cáo về chương trình lễ hội tại giếng nước gì đó, nhân dịp xuân Giáp Thìn này. Cô chú anh chị có thể thấy được một cái màu vàng của những cái cây mai giả phía trước không ạ? Như là những cái lồng đèn đó. Đó thì em đi như thế này thì em thấy hoàn cảnh khó khăn nào lớn tuổi thì em sẽ xin phép cô Oanh hỗ trợ liền. À hình như là sắp múa lân cô chú anh chị ơi. Ở dưới giếng nước này thì em thấy có lục bình nè, cũng như là những cái bông súng ha. Em thấy người dân ở Mỹ Tho xem ra người ta rất là thích tập thể dục ở đây á. Nãy giờ em đứng có chút xíu thôi mà em thấy nhiều người tập thể dục lắm cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị cũng thông cảm cho em nha, em sẽ xin phép là ngắt video những khúc này khá là nhiều nha. Tại vì do là nhạc cái bản quyền đang trình chiếu như về những cái điểm nổi bật của thành phố Mỹ Tho thì phải. À cái này là cái lễ hội chào xuân Giáp Thìn năm 2024. Em thấy cái bảng đây rồi nè. Dạ, chào ngoại. Ngoại đang làm công việc gì vậy ngoại? Hả? À? Ngoại đang làm công việc gì? Ở nhà. Dạ. Ở nhà con nuôi. À, còn ngoại ra đi chơi hả? Chơi, đi dạ. Thằng con nó đi tập thể dục. À. Dạ, ngoại đi ăn kem hả? Dạ, năm mới chúc ngoại sức khỏe nha ngoại. À, cảm ơn con. Dạ, rồi con xin phép chào ngoại. Dạ. Dạ. À, giờ là múa lân. Lễ hội chào xuân Giáp Thìn. Chỗ này là cái buổi lễ khai mạc này cô chú anh chị ha. Đây là khách đang xem cái quá trình phát triển của Mỹ Tho hay sao ấy.
Rồi em mời cô chú anh chị đi tiếp nha. Này nhà vệ sinh. Góp tiền ai góp tiền kìa. Đây người ta hay gọi là công viên giếng nước thưa cô chú anh chị. Để em đi qua bên kia thì sẽ có nhiều những cái tiểu cảnh sáng đèn hơn để chia sẻ với cô chú anh chị ha. Đây nó hơi tối. Cái này là phía sau cánh gà này của chú anh chị. Bây giờ làm sao mà về được? Này cũng khá là đông du khách nên cho mày em sẽ ra đây để em chia sẻ với cô chú anh chị ha. Những cái điểm nhấn ở bên cái tuyến đường bên đây em thấy điểm nhấn nhiều hơn nè. Đó, cô chú anh chị có thể thấy ha, đây là những cái địa điểm chụp ảnh nè, được tạo ra từ những cái tre cũng như là những cái lồng đèn. Quá là đẹp luôn. Đó, cô chú anh chị có thể thấy ha, những cái chậu cúc mâm xôi sẽ được trang trí ở dưới những cái bông đỏ như là những cái lồng đèn ở đây. Cô chú anh chị có thể thấy thì chúng ta đa số là sẽ sau khi mà ở bên ngoài bốn hướng mà bị chặn cổng lại thì chúng ta đi bộ thì nó dễ dàng hơn đúng không ạ? Đây cũng có những cái món Thái Lan như là những cái quán hội chợ vậy đó. Đây bán khá là đông khách rồi. Rồi em mời cô chú anh chị đi xem những cái tiểu cảnh được tạo ra nha. Bánh tráng nướng rồi mọi người. Phường 1 Chào Xuân. Đây cô chú anh chị có thể xem cái tiểu cảnh đầu tiên. Chắc có lẽ là những cái phường ở tại thành phố Mỹ Tho sẽ tạo ra những cái tiểu cảnh xuân hay như sao ấy. Nhìn rất là đẹp đúng không cô chú anh chị? Ấn tượng luôn.
Thế rồi, em mời cô chú anh chị nha, cùng đi tiếp với em nha. Ồ, cô chú anh chị mà giờ ghé Mỹ Tho thật sự là vui lắm luôn. Đây mới đúng là cái không khí Tết mà em muốn chia sẻ với cô chú anh chị nè. Dạ, yeah, 18, bữa nay là 18 Tết nè. Đây là phường 2 nè cô chú anh chị, tiểu cảnh phường 2. Wow, xuất sắc quá. Thì cô chú anh chị thấy là có một cái ngôi nhà tre ha. Dạ. Quá ấn tượng luôn. 18 Tết mà em cứ nghĩ đâu đêm giao thừa không ấy. Bữa nay thời tiết cũng hơi gió này cô chú anh chị. Phường 1, phường 2. À, thì ra đây là khu vực trâu tượng. Đây là phường 3, Mừng Xuân Giáp Thìn, đô thị Mỹ Tho 345 năm. Chị đi tiếp nha. Đây là khu vực tô tượng này của chú anh chị, cũng khá là nhiều những du khách này, cũng như là các bé thích cái bộ môn này.
Ở đây là bán đem gà trước mới được. Bán những cái quạt, những cái móc khóa trang sức rồi, nói chung thì cũng khá giống hội chợ của chú anh chị. Cái này là khu ông đồ của chú anh chị, cho chữ ha. Rồi em mời cô chú anh chị xem tiếp phường tư ha, quá ấn tượng luôn. Phường tư đây là giống như một chiếc tàu du lịch nhiều phải không ạ? Quá là nhiều tiểu cảnh cho du khách có thể tham quan chụp ảnh luôn. Ở đây cũng là chỗ ông để cho chữ. Này nhìn giống hoa hướng dương của chú anh chị ha, từ những cái lọt. Có thể nói trong những cái ngày mà lễ hội cũng như Tết lớn như thế này, thật sự kiếm cái hoàn cảnh khó khăn nó hơi khó nhìn của chú anh chị. Các cô chú lớn tuổi mà mua bán là nãy giờ em có thấy mà thấy bán nước thôi. Rồi em qua khu vực tiếp theo nha cô chú anh chị, phường 5 thì bạn. Ô, phường 5 này cái tiểu cảnh khá là rộng. Nếu em thấy tiểu cảnh này chắc đâu đó khoảng hơn 10 mét ạ. Với chú rộng uống lượng nè. Phường 5 đổi mới và năng động. Ô đẹp quá, chú rồng vàng rồi chú rồng xanh. Dạ chào anh, năm mới vui vẻ. Quá đẹp phải không cô chú anh chị, xuất sắc. Rồi em mời cô chú anh chị qua phường 6 ha. Em thấy ở đây cái thiết kế của tuyến đường này á, em thấy bên địa phương này thiết kế khá là tinh tế nha. Dùng những cái ánh đèn như thế này nè cô chú anh chị, để gọi trực tiếp vào chỗ tiểu cảnh á, để cho du khách có thể là chụp ảnh dễ dàng hơn á. Và phường 6 nè. Xuất sắc.
nguyên chú rồng muốn lượng thành 2024 nè cô chú anh chị. Đây, em mời cô chú anh chị ra qua khu vực đây nha. Vậy là chỗ này cũng là viết thư pháp nữa. Vậy là có thể nói là ba chỗ là đều viết thư pháp hết. Em thấy thầy đồ này thì thầy đồ này vẽ hoa ở trên quạt. Vẽ những hoa đào của chú gì. Thôi em mời cô chú anh chị đi tiếp nha. Dạ, anh này em bán giữ số. Dạ. Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, 39. Dạ, một ngày anh bán được nhiêu tờ? Được 300. Dạ, mấy ngày gần Tết có bán được hơn không? Hình như em có gặp anh ở chợ Thịnh Trị một lần đúng không? Đúng anh. Dạ. Rồi thôi chúc anh năm mới vui vẻ sức khỏe nha. Cảm ơn anh. Dạ. Đi qua bán đắt nha. Dạ. Anh này thì có vẻ như anh bị tê bí. Dạ. Chú năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ. Năm nay mới có 57 à. Chú cho anh xem mặt cái được không? Chú là người Khmer hay là người Việt? Người Việt. Dạ. Mấy ngày thì một ngày chú bán được nhiêu tờ? Dạ. Giờ bị bệnh tai biến á. Dạ. Rồi chú cũng bị tai biến hả? Này nhà cha mẹ đẻ ra bị có khuyết tật. À, chú bị khuyết tật ha. Thì hôm nay nhân dịp năm mới ha, con thay mặt cô Oanh ở tại Hà Lan có phần lì xì nhỏ nhỏ tặng cho chú nha. Của ít lòng nhiều. Chúc chú năm mới sức khỏe và mua may bán đắt nha. Cảm ơn nhiều. Dạ, chú nhắn gửi với cô Oanh không? Dạ, nhắn vợ cô Oanh sống khỏe, sống lâu trăm tuổi, trăm năm hạnh phúc. Dạ, cảm ơn chú. Rồi chào chú nha. Dạ. Cảm ơn chú nhiều. Dạ. Rồi thôi sẵn đây hỗ trợ cho anh một phần luôn. Để người có người không thì cũng buồn ha. Dạ. Thì anh có nuôi, hình như anh có gia đình phải không? Dạ, ba mẹ với người. Dạ, con anh lớn chưa? Em không vợ. À dạ rồi. Thì hôm nay nhân dịp năm mới sắp tới ha, em thay mặt cô Oanh ở tại Hà Lan có phần lì xì nhỏ nhỏ tặng cho anh nha. Em gửi lời chị Oanh mẹ. Chúc anh năm mới sức khỏe và mua may bán đắt. Dạ. Em cảm ơn anh nha. Rồi, chào anh nha. Rồi. Hai hoàn cảnh bị khuyết tật bẩm sinh. Thôi em mời cô chú anh chị đi tiếp với em nha. Nhà mới nguyện quá trời luôn rồi. Ở đây thì khu vực này là khu vực tiểu cảnh của phường 7. Em thấy tiểu cảnh này rất là đẹp cô chú anh chị. Nó nhìn thấy mộc mạc của thôn quê lắm nè. Đây cô chú anh chị xem với em ha. Những bạn mà mặc áo dài khăn đóng thì là quá xuất sắc rồi. Dạ, chụp với tiểu cảnh này tuyệt vời luôn á. Dạ, nãy em có xin cô Oanh là hỗ trợ mỗi hoàn cảnh là 400.000 ha. Dạ. Cái này mà phải nói là gia đình đi chụp chung thì còn gì bằng nữa đúng không ạ? Thường thì cô chú anh chị biết là những cái tiểu cảnh như thế này á, cô chú vô khu du lịch á và mình bỏ tiền mua vé vô á thì nó mới có nhiều. Còn ở đây thì em thấy ở địa phương ở Mỹ Tho này là làm ra cho người dân đi du xuân chụp ảnh luôn. Đẹp lắm. Tối à?
Một bên là chữ tài, một bên là chữ lộc. Xuất sắc quá. À, để mời cô chú anh chị ra đây nha, để xem hình như là những cái tác phẩm nghệ thuật từ trái cây rau củ quả gì đây. Chú anh chị có thể thấy ha, có chú rùa nè. À, ở đây là có giải nha cô chú anh chị, đây là những tác phẩm dự thi chào đón Xuân Giáp Thìn. Cái này là giải khuyến khích nè, còn đầu tư mức độ gì mà chỉ được để giải khuyến khích thôi. Wow, đẹp khủng khiếp không cô chú anh chị. Quá đẹp luôn. Em mời cô chú anh chị coi tác phẩm tiếp theo nha. Cái này cũng là giải khuyến khích luôn. Hình chú rồng với đất nước Việt Nam nè. Cô chú anh chị có thể thấy thì nhạc bản quyền bây giờ quá trời nhiều luôn rồi. Thành ra là em sẽ xin phép quay ngắn như thế này ha. Cô chú anh chị ha. Cái này là cơm ruộng Mỹ Tho sông Tuyền nè. Dạ. Tác phẩm xuất sắc. Rất là nhiều trái cây, hoa luôn. Đây là một chú rồng hình... Dạ. Từ trái ớt, trái cao cũng như là trái khóm, trái bưởi. Rồng đón xuân, phụng chào xuân. Này là long phụng, nè cô chú chị. Ở đây cô chú anh chị thấy chú Phụng có thể là bảy cánh. À, cái này là một tác phẩm Long Lân Quy Phụng luôn nha cô chú anh chị. Xuất sắc luôn. Tác phẩm Long Lân Quy Phụng hồi nãy giải ba, còn giải này giải gì nè cô chú chị. Cái vòng xoay nó có thể là quay nè. À, nó tương đương với những cái lúa gạo nếp. À, hay quá. Tác phẩm này là quá đầu tư công sức cũng như là ý tưởng của cô chú chị nè. Xuất sắc. Đây là một bên chú rồng với chú Phụng nè cô chú anh chị. Này là giải khuyến khích này. Chú Phụng là có những cái cúc sáng như cúc vàng. Còn cái này là đám mây nè, trái cây. Giải này là giải gì luôn nè cô chú anh chị. Hai cái đầu của chú rồng này có thể cử động nha cô chú chị. Đây là tác phẩm giải ba này cô chú chị. Sông Long đất Việt. Kéo tài thì sừng luôn. Tác phẩm mùa xuân nhớ bác.
của chị qua tác phẩm tiếp theo nha. Dạ, tác phẩm Củ Long Dầu Bát. Vậy là tác phẩm này tới 9 chú đồng mà cô chú chị ha. Với những cái hoa nè. Quá ấn tượng luôn. Tác phẩm này thì có thêm hoa, trái cây, 9 chú rồng. Ở đây thì cô chú anh chị xem ha, cũng là có một chú rồng nữa, cũng có thể cử động được cái ham nè. Này giải khuyến khích nè. Chú rồng này là đứng ở trên một cái trụ ha, quấn quanh một cái trụ. Dạ rồi, đây là tác phẩm dễ nhất nè cô chú anh chị. Có nguyên một cái lư hương luôn. Dạ. Hai chú rồng quấn lượn ở trên. Cái hình bát là bằng làm từ những hạt gạo ha. Hình như là những hạt mè thì phải. Dễ nhất nha cô chú anh chị. Được rồi. Mời cô chú anh chị đi tiếp nha. Đây hoa lan này cô chú anh chị. À quên, để em vô trong kia cái. Tiếp theo nha cô chú anh chị, khu vực phường 8. À, những cái nón lá nhỏ nhỏ ráp thành hình bản đồ Việt Nam, ngoài những cái cánh quạt màu đỏ như thế này, màu vàng, những cái tiểu cảnh xuân. Ồ, quá đẹp luôn á. Năm nay Mỹ Tho làm lớn dữ. Năm trước thì em không biết, tại năm trước thì em cũng ít có đi. À, đây là một cái tiểu cảnh tiếp nè cô chú chị ha, của khu vực phường 8. Ghe cũng mâm sâu rồi. Rồi, mời cô chú anh chị qua khu vực tiếp theo ha. Em đi ngược trở ra đây để xem những cái giống cây được bán nè cô chú anh chị. Những giống hoa lan thì phải. Lạp xưởng, mắm ruốc, mắm tôm chua, tôm gà, bánh lăng, tàu hủ. Đây là những sản phẩm ô cốp của Tiền Giang. Dạ, này là rượu miền Tây ha. Dạ, tàu hủ cốp chua ngọt. Quá trời khách luôn. Rồi, mời cô chú anh chị vô xem tiếp nha, cái tiểu cảnh xuân tiếp theo nha. Em mới đầu em ghé bên kia em không nghĩ là ở tại Mỹ Tho này đẹp luôn á cô chú anh chị. Quá đầu tư luôn. Phường 9. Thank you.
Bên đây được trang trí một cái đầu lân nữa nè cô chú anh chị, với những cái nón lá luôn. Đẹp quá. Rồi em mời cô chú anh chị đi tiếp nha. Đây là phường 10. Sông Mỹ Tho phường nhiều dữ. Ở Vĩnh Long của em phường 6, phường 7 không có. Cục canh đẹp quá. Phường 10 này cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy mà em quay góc thiệt là rộng luôn mà vẫn như thế này thì mới lấy hết được cái tiểu cảnh của phường 10 nha. Bên cây mai, cây đào, hoa lan, rồi quan gánh, bánh tét, bánh chưng. Rồi bên trong này có chuyện gì thế? Rồi trước khi đến đây thì mời cô chú anh chị xem cái gian hàng mà đây bán cá cảnh nè. Cái cảnh dưới đây hình như là bắt cá, vớt cá hay sao ấy. Mấy bạn nhỏ vớt cá quá trời luôn. Đồng giá 3.000, mua 10 con tặng một túi thức ăn. Cá này là cá gì em cũng không biết nữa, nhưng mà nó nhỏ nhỏ. À có mấy cái con cá màu nữa. Cô chú anh chị thấy em bị cuốn vô cái này nhưng mà em vẫn để ý quan sát những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi mà có mưu sinh đây, là em cố gắng em hỗ trợ hết rồi. Cá cảnh Châu Thành Long. Ở đây những cái hòn non bộ. Cá bé vớt cá. Cái này bắt được con nào lấy con đó hay gì anh? Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ.
Vậy là đây là một cái chỗ là để cho các bạn nhỏ chơi và bắt được con nào thì lấy con đó. À, giỏi. Con này cũng sống không ta? Rồi con này chắc sống rồi, cũng tỏi rồi. Sau nay cũng rất là hay của chú chị ha, những cái gian hàng như thế này. Cái con còn sống không? Bác năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm nghìn. Tết thì nó xong luôn. Dạ, một ngày bác bán được nhiêu tờ? Bán được 100 mấy. 100 mấy hả? Mấy ngày gần Tết bác có chuẩn bị gì cho gia đình chưa? Thì có cái gì để bán. Hôm nay thì nhân dịp năm mới sắp tới ha, con thay mặt khu quanh ở Hà Lan có phần lì xì nhỏ nhỏ tặng cho bác nha. Của ít lòng nhiều, chúc bác năm mới sức khỏe, chào mua mai bán đắt nha. Dạ, bác nhắn gửi với khu quanh không? Cảm ơn cô Anh nè, cũng có lại cho món quà tôi, không biết gì hơn. Cảm ơn bác. Mới chào bác. Cô Anh nhiều sức khỏe. Dạ, cảm ơn bác. Dạ. Nghe nha. Dạ. Chị bán số hả? Chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, 18. Chị cho em xem mặt cái được không? Chị có mấy bé? Em có 5 đứa. 5 đứa lần hả? Đứa này là đứa nhỏ nhất hả? Dạ. Một ngày chị bán được nhiêu tờ? 240. 240 ha. Hôm nay thì nhân dịp năm mới sắp tới nha, em sẽ tặng em thay mặt cô Oanh ở tại Hà Lan tặng cho chị phần lì xì nha. Cô ít lòng nhiều, chúc chị năm mới sức khỏe nha, và giúp cho mấy đứa con có một cái Tết ấm no đầy đủ hơn. Chị nhắn gửi với cô Oanh không? Dạ, cảm ơn cô Oanh. Rồi, chào chị nha. Dạ, bác bán số hả? Bác năm nay nhiêu tuổi rồi? 64. Dạ, một ngày bác bán được nhiêu tờ? 100 tờ. Dạ, bán vậy thì bác có lo cho ai không? Dạ, coi con nhỏ nhỏ. Dạ, thì mấy ngày gần tới Tết thì bác có chuẩn bị gì cho gia đình chưa? Dạ, ở nhà trọ. À, dạ. Hôm nay thì nhân dịp năm mới sắp tới, con thay mặt cô Oanh ở Hà Lan nha. Dạ. Tặng cho bác phần lì xì. Dạ. Cô ít lòng nhiều. Dạ. Chúc bác năm mới sức khỏe và mua mai bán đắt nha. Bác nhắn gửi gì với cô Oanh không? Dạ, chúc cô Oanh vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự như ý. Cảm ơn bác. Dạ, cảm ơn. Rồi, chào bác nha. Chúc bác năm mới mua bán đất. Chào bác. Ở đây là một cái mô hình là trò chơi giống như trồng lúa cho các bé như cô chú anh chị. Ồ, ở đây là có một cái bộ môn là đi cà kheo. Kéo giữ hen. Mấy bạn này giữ thân bàn cũng rất là hay nè cô chú anh chị. Dạ. Chúng năm nay nhiêu tuổi rồi? 65 năm. Dạ. Một ngày bác bán được bao nhiêu tờ? 144. Dạ, bác cho con xem mặt cái được không? Dạ. Mấy ngày gần Tết bác có chuẩn bị gì cho gia đình chưa? À, cũng chưa lo đi bác. Dạ chưa có luôn hả? Dạ rồi. Thì hôm nay thì nhân dịp năm mới sắp tới ha, con thay mặt cô Oanh ở Hà Lan tặng cho bác phần lì xì nha. Cô ít lòng nhiều, chúc bác năm mới sức khỏe và mua mai bán đắt. Bác nhắn gửi với cô Oanh không? Dạ, cảm ơn cô Oanh. Dạ, rồi con xin phép chào bác nha. Đi ra đi qua gọi thay á. Ủa cái này rồi em xuống là em có cần tì cái gì xuống không? Dạ không, xuống thì bẹt mấy cây giữa xuống à. À, bẹt hai cây giữa hả? Cho anh xem, cho anh xem cái được không? À, rồi hít xuống ha. Cảm ơn em, còn bây giờ lên thì như thế nào? Phải có cây kia. À, lên là phải có cây chịu.
À rồi, cây thấp chịu ha. Cây thấp chịu để leo lên. Hay quá. Rồi, chúc mấy bạn năm mới vui vẻ. Nói chứ cũng khó lắm cô chú anh chị. Nếu không quen thì khó lắm. Nói vậy chứ cũng không dễ đâu. Dạ, thấy vậy chứ không phải dễ đâu. Nó khó cái chỗ mà lúc mà cái tay cái chân cụt được á. Dạ. Nó khó vô á. Bởi vậy. Nhưng mà đi quen rồi thì ít có khi nào ngã lắm. Dạ. Rồi, em mời cô chú anh chị xem tiếp nha. À, phường Tân Long. Sau khi mà đã hết 10 phường thì bây giờ em tới phường Tân Long thôi. Wow, cô chú anh chị thấy phường Tân Long này cũng rộng lắm nha. Em đi từng khu để chia sẻ với cô chú anh chị ha. Dạ, bác năm nay nhiêu tuổi rồi? 68 rồi. Dạ. Dạ, rồi mình bị hư một mắt khi nào vậy bác? Lúc rồi 31 tuổi chứ. Dạ, bác bị như thế nào mà nó hư vậy? Đấu tay nó bật cứng á. Dạ, còn bây giờ một ngày bác bán được bao nhiêu tờ? Một ngày có 82 à chứ. Dạ, bác có gia đình không? Dạ, không có, ở tọ bên đây nè. Tháng bác đóng bao nhiêu bác? Tháng thì còn 9 tầm á. Dạ, mấy ngày gần Tết thì, mấy ngày Tết thì bác bán được không? Hôm nay bán chậm quá, hôm nay bán chậm sức chậm. Dạ. Hôm nay thì chia sẻ với bác nha, nhân dịp năm mới sắp tới, con thay mặt cô Oanh ở bên Hà Lan có phần lì xì nhỏ nhỏ tặng cho bác. Cố ít đông nhiều, năm mới chúc bác phục hồi sức khỏe nha. Và mua mai bán đắt nha. Dạ, bác nhắn gửi với cô Oanh không? Dạ, lại cảm ơn cô Oanh, dạ, cảm ơn cô Oanh nhiều. Cảm ơn bác, chúc bác mua mai bán đắt. Rồi, dạ, xin phép chào bác. Đó, cô chú anh chị thấy là này là đi cầu tre nè, với cầu với cả kheo là sẽ chung với nhau. Rồi em mời cô chú anh chị đi tới khu vực tiếp theo nha. Xã Đạo Thạnh. Xã Đạo Thạnh cũng đầu tư coi cũng được, tuy nhiên thì bình thường nếu mà những khu vực phường khác mà không có quá đẹp á, thì xã Đạo Thạnh cũng đẹp. Nhưng mà những chỗ khác đẹp quá à, cô chú anh chị. Thành ra thôi, xã Đạo Thạnh em thấy cũng được. Rồi mời cô chú anh chị qua tới khu vực tiếp theo nha. Đây khu vực có 4 cái hình mặt trăng. Trăng như thế này. Ở bên đây bán cái gì để em qua em xem cái. À, lạp xưởng nướng đá. Bên đây là kem khói, bánh đồng xu. Những cái món hot trend ấy. Rồi để em lại em xem lạp xưởng nướng đá. Em thấy bà con ở đây cũng dễ dàng được mua bán của chú anh chị. Đây món của thằng trẻ giờ rất là thích nè.
ơn đã. Mình bột ốt riêng, mình ăn mình sẽ đổ vào mình chấm cho tiền nhắc của mình 45 ngàn ạ, em thử. Dạ, cây là 15 ngàn. Em gửi chị ạ, của mình 2 cây, của mình 1 là em. Rồi, cho xem tính nghe cô chủ. Dạ vâng ạ. Cây dạ vâng, hả? Không được lắm em. Em cắt ra đi đệ ơi, em cắt ra rồi cho vào mới đi. Phải nói gì đâu. Rồi, chúc cô chủ năm mới mua hàng bán đắt nha. Vâng, em cảm ơn ạ. Dạ, xin phép. Cho em lộn. Rồi, em mời cô chú anh chị đi tiếp chung với em nha. Ở đây là một tiểu cảnh của xã Mỹ Phong. Xã Mỹ Phong, huyện Tiền Giang à. Ủa là tỉnh Tiền Giang. Cô chú anh chị thấy có lân ha, có rồng nè. Bên đây thì bánh tét. Đây có một cái xe hoa, một cái xe bông. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 48 tuổi. Rồi, cho em xem mặt cái đi. Mình cho biết cô ơi. Cô bị bên nào? Đây nè. À, cô bị bao lâu rồi? Tết là được 5. Dạ, bây giờ một ngày cô bán được nhiêu tờ? Có được 100 tờ chốt. Dạ, vậy bán ít vậy đó hả? Cô đâu có gia đình chưa? Không, chút giật hoài à coi. Dạ. Chứ cứ muốn lấy tiền thôi á. Cô có con không? Dạ, hai đứa, đứa bình khờ. Trời, xu dữ vậy hả? Dạ, còn bà xu tôi gả đứa 25 tuổi, bà xu tôi chết, bà dịch má tôi chết, dịch chồng tôi chết, dịch luôn. Dạ. Hôm nay thì nhân dịp năm mới sắp tới ha. Dạ. Con thay mặt cô Oanh, một dạ, nhà hảo tâm ở Hà Lan. Dạ. Sẽ tặng cho cô phần lì xì. Dạ, cảm ơn con nhiều. Nhân dịp năm mới, chúc cô phục hồi sức khỏe. Dạ. Và mua mai bán đắt nha. Dạ. Cảm ơn cậu nhiều luôn nha cậu. Dạ. Cô nhắn gửi gì với cô Oanh không? Năm tới cô Oanh giúp đỡ cho tiền cô nha cô Oanh. Dạ. Cảm ơn cô. Có rồi, có nhà chị nằm một chỗ đâu có xin được cậu ha. Dạ cảm ơn cô nhiều. Dạ. Rồi con chào cô. Chị chỉ đây tôi biết. Nói đi ngang cậu không biết. Dạ. Rồi con chào cô nha. Rồi em đi tiếp nha. Xuất sắc, đây là một trong những cái lễ hội mà Tết mà em thật sự em quá ấn tượng luôn ạ. À. Dạ. Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? 26. Một ngày anh bán được nhiêu tờ? 200 chén. Anh có gia đình không? Có gia đình, vợ gần đẻ. Vợ gần đẻ hả? Đứa thứ mấy rồi anh? Đứa mới thứ hai. Mới thứ hai hả? Là mấy tháng rồi? Dạ, gần còn đây còn có tháng mấy rồi, còn có 7-8 tuần nữa đẻ. Dạ, 7-8 tuần nữa. Rồi thôi nhân dịp năm mới ha. Em cũng thay mặt cô Oanh ở tại Hà Lan nha, tặng cho anh phần lì xì để cho anh chuẩn bị cho con đón con của mình. Rồi chúc anh năm mới sức khỏe và mua may bán đắt với tấm lòng của cô Oanh nha. Anh nhắn gửi với cô Oanh không? Cảm ơn cô Oanh nhiều lắm. Cảm ơn anh, chào anh ha. Đây thì bán đồng hồ, túi xách, bóp da, rồi đồ trang sức. Nói chung thì cũng giống như những cái hội chợ thôi cô chú anh chị. Thành ra em sẽ xin phép thì cũng sơ sơ như thế này thôi. Còn đây là gì? Đây là trò chơi nhân gian. À, cái banh mà lọt vô cái lỗ này thì sẽ trúng thưởng quà. Lại đi.
Nếu mà cái này là trúng được gì anh? Dạ, nước ngọt với bánh. À, nước ngọt với bánh. Một trái là bao nhiêu? Dạ. Một trái là bao nhiêu anh? Dạ, một trái là mình lấy được một món. À, không có bao nhiêu một trái á? 20.000 là được 3 trò chơi. À, 3 trò chơi ha. Dạ rồi, cảm ơn anh. Rồi, chúc gian hàng quay bán đắt nha. Lâu quá không gặp anh. À, hôm bữa gặp anh ở chợ chợ Mỹ Tho. À, lúc đó anh đi xin gạo rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. Dạ, bây giờ ngày anh bán nhiêu tờ? Ngày dạo này bán có ít quá, 300 mấy à. Anh bán gì, anh có lo cho ai không? Có lo gì vợ con. Dạ, anh lớn chưa? Dạ, em 32 tuổi. Ủa, lộn, con anh lớn chưa? Con em 5 tuổi. Con anh mấy bé? Chuẩn bị có thêm bé nữa. Ủa, thì nào sanh anh? Dạ, cỡ tháng 3. Tháng 3. Rồi, nhân dịp năm mới ha. Dạ. Em thay mặt cô Oanh ở tại Hà Lan nha. Tặng cho anh phần quà. Dạ. Để cho anh lo cho con, chuẩn bị chào đón con của mình ha. Rồi, đây là tấm lòng cô Oanh ở Hà Lan tặng cho anh. Dạ, cảm ơn cô Lan, chúc năm mới vui vẻ, làm ăn phát tài ạ. Rồi, dạ. Cảm ơn anh, chúc anh mua vàng bán đắt nha. Vậy là em trao hết tấm lòng của cô Oanh ở Hà Lan rồi cô chú anh chị. Anh đưa số rồi vậy hả? Dạ. Chị bán số hả? Dạ dạ. Dạ. Bán số kiếm tiền rẻ. Chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 33 tuổi anh. À, rồi một ngày chị bán được nhiêu tờ? Dạ 30 cặp anh. Bé này bé thứ mấy rồi? Dạ bé này bé thứ hai. Bé thứ hai. Dạ. Nãy giờ ông xã chị có bán vé số không? Dạ. Nãy giờ đi làm hồ. À làm hồ ha. Dạ. Mà chị ở nhà chị hay chị ở nhà trọ? Dạ ở nhà trọ anh. Tháng chị đóng bao nhiêu? Dạ 900.000 tháng. À, quê chị ở đâu lận? Em ở phường 8 Mỹ Tho luôn. Dạ rồi. Ủa ở phường 8 mà sao phải ở nhà trọ? Dạ tại nhà không có đủ điều kiện cho ở. Dạ rồi. Bây giờ em sẽ xin phép tới cô Ngói ở Đồng Nai nha cô chú anh chị. Dạ rồi, chị mấy tháng rồi? Dạ, tháng sau em sanh rồi anh. Tháng sau sanh ha. Dạ. Thì thôi nhân dịp năm mới sắp tới ha. Dạ. Em thay mặt cô Ngói. Dạ. Ở tại Đồng Nai. Dạ. Có phần lì xì nhỏ nhỏ tặng cho chị nha. Dạ, cảm ơn anh với Mạnh Đồng Quân. Cô ít lòng nhiều. Dạ dạ. Chúc chị sức khỏe. Dạ, năm dạ. Mới và mẹ tròn con vuông nha. Dạ cảm ơn anh. Tấm lòng của cô Ngói tặng cho chị. Dạ cảm ơn anh. Chị nhắn gửi với cô Ngói không? Dạ cảm ơn cô Ngói nhiều. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ cảm ơn chú đi không. Rồi chào hai mẹ con nha. Dạ em mới xin cô Ngói 400 để gửi đến cho chị đó. Rồi đứng đó đợi chúng nha. Bởi vì đông quá mình không thấy được cô chú anh chị, nhưng mà khi mà em gửi cho những hoàn cảnh cái số rồi bắt đầu họ sẽ truyền tay nhau á. Dạ đây là Phạm Nhúng nè. So ra là hình như em thấy là năm nay năm con rồng mà nhiều người để đẻ lắm cô chú anh chị. Làm như là họ có một cái vấn đề mà tâm linh thôi. Về năm nay sẽ gặp nhiều may mắn hay sao ấy. Nãy giờ em hỏi bao hoàn cảnh thì hai anh ấy với chị ấy là đều sanh trong cái tháng thứ ba hết. Đây là những cái bức ảnh đẹp về thành phố Mỹ Tho thì vậy. Rồi để em chia sẻ với cô chú anh chị về một vài bức ảnh mang ấn tượng ha. Này vòng xoay Hùng Vương. Dạ. Đây em chút xíu nè. Hồ nước lớn nè. Chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ em 27. Dạ. Còn một ngày chị bán được nhiêu tờ? Dạ con trăm mấy à. Dạ. Đứa trong bụng là đứa thứ mấy? Dạ đứa thứ hai. Dạ. Rồi chị nào chị sanh? Dạ ngày mai ngày mốt. Ủa vậy hả? Sắp sanh mà còn đi bán vậy đó hả? Dạ. Dạ, chị có chuẩn bị gì cho cái vị trí sanh của mình chưa? Dạ, rồi, có tên rồi. Dạ, chị chuẩn bị gì rồi? Dạ, quần áo em bé. Dạ, giờ là coi như cái bụng của chị cũng xuống lắm rồi ha. Rồi thôi, hôm nay thì gặp chị cũng là cái duyên. Hôm nay em sẽ thay mặt cô Ngói, một nhà hảo tâm ở bên Đồng Nai. Dạ. Sẽ tặng cho chị phần quà nho nhỏ để chị chuẩn bị đón thành viên mới trong gia đình trong dịp năm mới này. Chúc chị năm mới sức khỏe và mẹ tròn con vuông. Dạ. Với tấm lòng của cô Ngói ở Đồng Nai. Dạ, em cảm ơn. Chị nhắn gửi với cô Ngói không? Dạ, em xin chúc cô Ngói là làm ăn phát tài, vạn sự như ý. Rồi, cảm ơn chị. Dạ, em cảm ơn. Chào chị.
Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 60. Cô cho con xem mặt cái được không? Dạ được. Một ngày cô bán được nhiêu tờ? Dạ bán có 100 mấy vé. Dạ. Hôm nay thì cũng dịp năm mới sắp tới ha. Con cũng thay mặt cô ngói ở Đồng Nai tặng cho cô phần quà nho nhỏ, cô ít đồng nhiều nha. Chúc cô năm mới sức khỏe và mua mai bán đắt nha. Cảm ơn. Dạ. Cô nhắn gửi với cô ngói không? Cô ngói còn cảm ơn. Chúc cô ngói rồi giờ sức khỏe năm mới phát tài. Cảm ơn cô. Rồi con xin phép chào cô. Rồi, giờ là em hết 1 triệu rồi tới cô chú anh chị của cô ngói rồi. Rồi bây giờ em sẽ tới tấm lòng của cô Phụng là 200 đô tương đương với 5 triệu. Thôi thôi em chia sẻ sơ sơ những bức ảnh vậy thôi. Em mời cô chú anh chị đi tiếp chung với em nha. Vậy là bà con ý số là họ cũng thấy em gửi quà, này gửi lì xì, thành ra họ cũng đồn với nhau không có chứ gì. Đây là xã Phước Thạnh. Xã Phước Thạnh này hình như hơi thiếu ánh sáng một tí. Nói chung tiểu cảnh thì tương đối cũng đẹp nhưng mà ánh sáng hơi thiếu. Dạ. Xã Tân Mỹ Chánh, ở nông thôn mới Kiều Mẫu, Tân Mỹ Chánh. Đâu? Dạ. Rồi bây giờ em sẽ xin phép nhà hảo tâm tiếp theo nha cô chú anh chị. Là chị Phụng Trần có gửi về cho em 200 đô á. Em đổi với tỷ giá 2.499.000. Thì coi như ở đây em gửi vào đủ luôn là 5 triệu nha. Dạ. Năm nay cô nhiêu tuổi rồi? 50 rồi. Dạ. Năm nay đến 51. Còn một ngày thì cô bán được bao nhiêu tờ? Bán được vậy là 120 tờ. Dạ. Nhưng mà mình đang bệnh gì trong người vậy chị? Hổng đi làm hồ mà xỉu á. Cái ta đưa lên chợ gãy cái mình ta vô cái ống tiêm gì đây nè. Vậy đứa này là con thứ mấy của chị? Đứa này cháu với ngoại. Mới 50 tuổi có cháu ngoại rồi hả? Dạ, cháu ngoại á. Rồi dạ. Thôi nhân dịp năm mới sắp tới nha. Dạ. Em thay mặt chị Phụng ở tại Mỹ. Dạ. Tặng cho chị phần lì xì nho nhỏ. Dạ. Cú ít đồng nhiều. Dạ. Chúc chị năm mới sức khỏe phục hồi. Dạ. Và mua mai bán đắt nha. Cảm ơn ông dạ. Dạ. Chị nhắn gửi với chị Phụng không? Dạ, tôi cảm ơn cô Phụng nhiều lắm. Dạ. Giúp mấy hoàn cảnh khó khăn vậy ai bà con cũng mừng hết cô. Chúc chị mua mai bán đắt. Dạ, và mua hồi dạ, sức khỏe dạ, năm mới cảm ha. Cảm ơn, dạ. Rồi, xin phép chào chị. Nhà nước Việt Nam. Cảm ơn chị. Dạ. Anh tới khu vực tiếp theo là xã Thới Sơn hay cô chú anh chị. Xã Thới Sơn. Vậy là xã Thới Sơn có hai khu lận, khu bên kia với khu bên đây. Dưới cái bếp lửa này thì có một cái bóng đèn màu hồng này, có cái gì? Đây em mời cô chú chị xem hai bên luôn toàn cảnh của xã Thới Sơn nha. Thank you.
một cái bộ môn trình diễn karate. Rồi em mời cô chú anh chị qua cái tiểu cảnh cuối cùng. Hello, chú. Chào con. Ở đây là xã Trung An. Xã Trung An. Xã Trung An thì có những cái tiểu cảnh là những chú. Chị bán vé số hả? Năm nay anh nhiêu tuổi rồi? Dạ, anh có mấy bé rồi? Dạ, em 2 đứa. Dạ, bé này bé lớn hay bé nhỏ? Dạ. Dạ. Rồi một ngày anh bán được nhiêu tờ? Dạ, có 50 tờ. Ủa sao anh bán ít vậy? Em có vốn anh ạ. Có 50 tờ à? Dạ. Dạ. Một ngày cô bán được bao nhiêu tờ? 50 tờ. 50 tờ hả? Rồi sao cô bán ít dữ vậy nè? Thấy tiền thiếu không hả? Thôi thì hôm nay nhân dịp năm mới ha. Anh chạy đi kiếm em á hả? Dạ không. Thấy thở gì vậy? Tại em đi mệt quá. Hôm nay thì nhân dịp năm mới sắp tới, em thay mặt cô Phụng ở tại Mỹ ha, dạ, có phần lì xì nhỏ nhỏ tặng cho anh. Dạ. Cố ít lòng nhiều, chúc anh năm mới sức khỏe và mua may bán đắt nha. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Dạ, cho con đi chơi nha. Rồi, chào anh. Dạ, khoan đợi em chút xíu. Dạ, cho con đi. Quay tí rồi em chia sẻ. Dạ, chào chị. Dạ, một ngày chú bán được nhiêu tờ? Dạ, được 200. À, chắc anh thôi ha. Anh dạ. Bị sao mà hương mắt vậy anh? Dạ, đi bán số bị tụi nó lỡ bắn chặt ná. Trời ơi, xu dữ vậy? Dạ. Dạ, bé này là bé thứ mấy của anh vậy? Dạ, nhỏ nhất. Dạ. Rồi, một ngày anh bán được nhiêu tờ? 200. 200. Cô cho con xem mặt đi cô. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 60 rồi. Dạ, một ngày cô bán được nhiêu tờ? 50. Dạ. Hôm nay thì nhân dịp năm mới sắp tới ha. Con thay mặt cô Phụng ở Mỹ nha, tặng cho mình phần lì xì của ít đồng nhiều. Chúc anh năm mới mua may bán đắt nha và phục hồi sức khỏe. Anh nhắn gửi với cô Phụng không? Dạ, cảm ơn cô Phụng. Rồi, cảm ơn anh. Dạ, cũng gửi tặng cho cô một phần nha của ít đồng nhiều của cô Phụng ở Mỹ. Chúc cô năm mới sức khỏe và mua may bán đắt nha. Cô nhắn gửi với cô Phụng không? Rồi, thôi được rồi, chào cô. Dạ, một ngày chị bán được nhiêu tờ? Dạ, bán có 100 tờ. Chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, 33 tuổi. Dạ, còn bé này bé thứ mấy? Dạ, bé thứ hai anh. Dạ, rồi hôm nay thì cô Phụng ở tại Mỹ ha. Dạ. Cô ít lòng nhiều, dạ, tặng chị phần lì xì nha. Dạ. Thì chị mua đồ mới cho bé nha. Dạ, cảm ơn. Rồi, chị nhắn gửi gì với cô Phụng không? Dạ, cảm ơn cô Phụng. Rồi. Cảm ơn hết lòng. Rồi, cảm ơn chị. Chào chị. Rồi, tiểu cảnh xong thì bây giờ em mời cô chú anh chị ra xem màn trình diễn karate do. Đúng là đủ hết chương trình luôn cô chú anh chị ha. Dạ. Dạ, anh năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, 45 ạ. Một ngày anh bán được bao nhiêu tờ? Dạ, bán là 10 tờ vé. Dạ, bé này bé thứ mấy của anh vậy? Thứ 3. Thứ 3, dạ. Rồi một ngày chị bán được nhiêu tờ? Dạ, là 70 vé. 70 vé, dạ. Còn ngày chị bán được nhiêu tờ? Dạ, cho em xem mặt cái đi. Dạ rồi. Thì hôm nay nhân dịp năm mới sắp tới ha. Thì của ít đồng nhiều, em thay mặt cô Phụng ở tại Mỹ nha. Dạ. Tặng cho mình phần quà ha. Dạ. Rồi chúc mấy chị mấy anh sức khỏe và mua may bán đắt năm mới nha. Gửi tặng anh. Anh nhắn gửi gì với cô Phụng không?
có lời cảm ơn cộng đồng. Dạ, rồi chúc anh sức khỏe, mua bán bán đắt năm mới nha. Rồi, gửi tặng cho chị. Chị nhắn gửi với cô Phụng không? Dạ, con cũng mong cô Phụng. Dạ rồi, chúc chị mua bán đắt nha. Dạ. Chị có mấy bé? Dạ, con có ở với bà ngoại ba, dạ. À, dạ. Rồi, cú ít đồng nhiều ha. Chúc dạ. mình sức khỏe và mua bán bán đắt nha. Rồi, vậy ha. Bánh tráng nướng kem khói dàn hàng đồ ăn Thái này thì chú gì nói chung thì cũng giống như những cái gian hàng mà em quay ở cái hội chợ thôi. Thấy đây này cũng giá còn nữa. Thấy tội nghiệp của chú chị ha. Chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ em 40 mấy rồi. Cho em xem mặt đi. Dạ. Ngày chị bán được nhiêu tờ? Dạ em bán 200 mấy. Dạ. Dạ. Thì hôm nay nhân dịp năm mới ha, em thay mặt cô Phụng ở Mỹ dạ. cho chị phần lì xì nho nhỏ nha. Dạ vậy hả chú? Của ít đồng nhiều. Dạ. Chúc chị năm mới sức khỏe và dạ. mua mai bán đắt nha. Dạ cảm ơn dạ. Dạ. Rồi chị. Con tên gì? Dạ con tên gì? Năm nay con nhiêu tuổi rồi? Dạ, con 12. Từ đó giờ con có đi học không? Đi đi chị. Mới nghỉ năm nay rồi. Dạ. Rồi hôm nay chú thay mặt cô Phụng ở Mỹ nha, tặng cho con phần lì xì nha. Con nhắn gửi với cô Phụng không? Rồi ngoan. Con tên gì? Tên con. Năm nay con nhiêu tuổi rồi? Năm 13. Đi bán đi con. Một ngày con bán được nhiêu tờ? 180. Ừ. Hôm nay cô Phụng lì xì cho con nhân dịp Tết nha. Chúc con năm mới mua mai bán đắt nha. Con nhắn gửi với cô Phụng không? Cô rồi thôi đi bán đi con. Ngày chị bán được nhiêu tờ? Dạ 120. Dạ. Bán buổi tối rồi sáng nhà giữ nhỏ. Ừ. Con chị mấy tháng rồi? Con mới có 1 tuổi, 2, tuổi mấy rồi? 13 dạ. tháng rồi. Dạ. Chị có mấy bé? Dạ 6 bé. Ô chữ gì? Dạ. Dạ đứa lớn nhất bao nhiêu tuổi đứa chị? Đứa lớn nhất 16 tuổi, đứa nhỏ nhất 13. Hôm nay nhân dịp năm mới dạ. em thay mặt cô Phụng ở tại Mỹ nha. Dạ. Tặng cho mấy mẹ con phần lì xì. Dạ. Của ít đồng nhiều. Dạ. Chúc mấy mẹ con năm mới sức khỏe và dạ. mua mai bán đắt nha. Dạ em cũng cảm ơn con, cũng cảm ơn cô Phụng. Chúc cô Phụng dồi dào sức khỏe vạn sự như ý. Cảm ơn chị. Dạ. Rồi chúc chị mua bán đắt. Chào chị. Đây là cổng ra này của chú anh chị. Mình nói là đây là một trong những cái lễ hội mà em thấy vô cùng ý nghĩa luôn á. Nó hay lắm, nó mang lại một cái không khí xuân. Ồ, quán cà phê quá trời đắt luôn. Cũng như là những cái tiểu cảnh cho du khách mà đi đến tham quan chụp ảnh đó. Ấn tượng lắm luôn cô chú anh chị. Tới đây thì hết rồi.
rồi thì chắc có lẽ là em sẽ tổng kết lại em còn giữ của cô Phụng bao nhiêu để em kết thúc video nha cô chú anh chị. Dạ, coi như nãy giờ cũng đã chia sẻ xong với cô chú anh chị rất là chi tiết rồi. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vậy là em còn 1.900.000 từ tấm lòng của cô Phụng ở tại Mỹ. Thì em sẽ thay mặt cô ấy gửi đến cho bà con khó khăn trong cái video tiếp theo. Chân thành cảm ơn tấm lòng của những nhà hảo tâm, cô Oanh ở tại Hà Lan và cô Ngói ở tại Đồng Nai và cô Phụng ở tại Mỹ đã hỗ trợ cho bà con khó khăn trong cái dịp mà xuân mới này ở tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi video của em. Chúc cô chú anh chị xem video vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Chào tạm biệt cô chú và anh chị. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video tiếp theo. Chúc cô chú luôn tràn đầy sức khỏe và gặp nhiều may mắn thành công trong công việc của mình. Quá đẹp phải không cô chú anh chị?